kính mời hai em cũng như hai cháu sẽ trở lên sân khấu để cùng ra mắt tất cả thị quý vị quan khách quý chúng ta đi nào. Dạ vâng, trân trọng kính mời cô dâu Lường Dung sánh duyên cùng chú rể Lò Mon xin phép trình tường thuật bắt đầu. Phương, gia đình chị Nhung, gia đình anh chị Phong Hằng cũng như là gia đình ông bà Tiền Mạnh cũng sẽ có những món quà để gửi tặng cho đôi bạn trẻ chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. trong buổi trưa nay ra. Vậy một lần nữa cho phép ban tổ chức trân trọng kính mời toàn thể quý vị quan khách khách quý, chúng ta đã cùng nhau trở vào trong huân trường cưới tình yêu của đôi bạn trẻ ta rồi. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau thư thái thoải mái dùng cơm uống rượu và cùng nhau hướng mắt lên sân khấu tình yêu của đôi bạn trẻ để cùng nhau chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay nha quý vị nha. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, thật đúng là ngày hôm nay đây, toàn thể quý vị chúng ta cùng hội tụ đông đủ về đây tại địa chỉ bản Thán Sàng, xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu của tỉnh Sơn La để mừng cho hạnh phúc lứa đôi, mừng cho đôi bạn trọn đời thủy chung, đôi bên hai họ ta cùng hân hoan, lời ca tiếng hát rộn ràng, chúc cho đôi lứa sum vầy, trà xanh thuốc lá hương bay, trăm năm đôi bạn đẹp ngày kết duyên. Dạ vâng, cô dâu Lường Xung thì xinh xinh lại đẹp tuyệt vời, sánh duyên bền chú rể Lò Mon đẹp đôi vợ chồng đúng không toàn thể quý vị ơi. Và ngay giây phút này đây sẽ không để cho toàn thể quý vị chúng ta phải đợi chờ thêm nữa. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng nhau hướng ánh mắt của mình về phía cánh cổng hoa hạnh phúc của gia đình để cùng nhau chào đón sự hiện diện của cặp đôi nương hạnh phúc nhất, dạng người nhất của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Đó chính là chú rể Lò Mon sánh duyên cùng cô dâu Lường Xung, xin được trân trọng kính mời. Xin được trân trọng kính mời hai em của sẽ tay trong tay cùng nhau bước lên sân khấu tình yêu để cùng ra mắt toàn thể quý vị quan khách các quý chúng ta đi nào. Xin được trân trọng kính mời hai em cũng như hai cháu sẽ trở lên sân khấu để cùng ra mắt toàn thể quý vị quan khách các quý chúng ta đi nào. Dạ vâng, trân trọng kính mời. Dạ vâng ạ, hai cô công chúa rất là tuyệt vời đã trở lên sân khấu cùng với bố mẹ của mình. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và thật đúng là đôi bạn trẻ của chúng ta có được những niềm vui, niềm hạnh phúc trở về như ngày hôm nay thì chúng ta không thể quên được công ơn sinh thành dưỡng dục của những người làm cha làm mẹ đúng không toàn thể quý vị ơi. Và trong ngày vui trong này, cho phép ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình. Chúng ta sẽ cùng nhau bất chút thời gian của mình để trở lên sân khấu tình yêu để cùng ra mắt toàn thể quý vị. Dạ vâng, về phía phái đoàn họ nhà trai, cho phép ban tổ chức xin được trân trọng kính mời bước lên sân khấu anh Lò Văn Minh và chị Lò Thị Hồng là anh chị của chú rể Lò Mon sẽ cùng nhau bước lên sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị. Dạ vâng, về phía phái đoàn họ nhà gái đến từ quê hương bản Thán Sàng, cho phép ban tổ chức xin được trân trọng kính mời cùng nhau bước lên sân khấu có ông Lường Văn Xung và bà Lò Thị Oai là son thân phụ mẫu của cô dâu xinh đẹp Lường Dung. Trân trọng kính mời đại gia đình chúng ta sẽ bước lên sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và thật đúng là công cha thì như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong quần chảy ra, một lòng thì thường mẹ kính cha, chót chọn chưa hiếu mới là đào con đúng toàn thể quý vị ơi. Và một lần nữa cho phép ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đại diện cho họ nhà gái, chúng ta sẽ cùng nhau tranh thủ, hãy cùng nhau bước lên sân khấu tình yêu để cùng ra mắt toàn thể quý vị quan khách các quý chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và ngày hôm nay đây toàn thể quý vị chúng ta đã không quản ngày đường xa xa xôi, cùng nhau bất chút thời gian riêng chúng mình trở về đây để cùng chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ ta trong buổi trưa ngày hôm nay rồi. Và một lần nữa cho phép ban tổ chức xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đổ ra một tràng pháo tay thật lớn để chào đón hai bên gia đình cũng như con dâu chú rể đi nào quý vị ơi. Chân thành cảm ơn đến tình cảm của toàn thể quý vị quan khách khách quý chúng ta rất là nhiều. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và thật đúng là yêu và lấy được người mình yêu chính là niềm vui, niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao đối với con người chúng ta đúng không ạ? Và sau một thời gian quen biết và tìm hiểu lẫn nhau, thực sự vun bén tác hợp của hai bên gia đình và đặc biệt là sự nhất trí đồng tình cao của đôi bạn trẻ Lò Mon và Lường Xung, hai bên gia đình đã cùng nhau thống nhất lựa chọn ngày hôm nay đây, ngày lành tháng tốt, ngày 21 tháng 11 năm 2022, tức ngày 28 tháng 10 năm nhâm dần, để cùng nhau tổ chức lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc cho đôi bạn trẻ chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, và ngay giây phút này đây, ban tổ chức cũng sẽ không để cho toàn thể quý vị chúng ta phải đợi chờ thêm nữa. Ban tổ chức xin được trình trọng tuyên bố lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc của đôi bạn trẻ Lò Mon sánh duyên cùng cô dâu Lường Xung, cô dâu Lường Xung sánh duyên cùng chú rể Lò Mon. Xin phép trình tương thuộc bắt đầu. nhau chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất của đôi bạn trẻ ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và như vậy là cô dâu chú rể của chúng ta cũng đã nết vợ thành chồng, đẹp cho đất lứa, đẹp lòng mẹ cha, đẹp cho tình cảm hai nhà, đẹp cho đất ta mặn mà thủy chung, đẹp cho ngày tháng tiêu dùng, mà đẹp cho làng xóm đến cùng chung vui. Dạ vâng, hôm nay đón đâu dâu hiền dễ thảo, vui lòng mẹ, công thành dãy toài, đẹp lòng cha. Một lần nữa xin được kính chúc cho đôi bạn trẻ Lò Mon và Lường Xung của chúng ta sẽ trăm năm hạnh phúc trăm năm. Dạ vâng, để tiếp nối chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay, và ngay sau đây cho phép ban tổ chức xin được trân trọng kính mời, đó chính là gia đình anh Minh sẽ có những món quà để gửi tặng cho hai em của mình những ngày vui trọng đại, ngày hạnh phúc ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa thì quý vị thân mến, và thật đúng là đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ, gánh là cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước Việt mênh mông hôm này tình mẹ, mây chơi lồng lồng không phủ kín câu cha, tần tảo sớm mong ta con phân lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con nuôi thì quý vị ơi. Vâng, một lần nữa cho phép ban tổ chức xin được thay mặt cho cô dâu và chú rể xin được chân thành cảm ơn tình cảm của gia đình anh Minh rất là nhiều. Dạ vâng, và để tiếp nối chương trình cho phép ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời cùng nhau bước lên sân khấu, đó chính là gia đình anh chị Loan Phương và gia đình chị Nhung cũng sẽ có những món quà để gửi tặng cho hai em của mình những ngày vui trọng đại, ngày hạnh phúc ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và thật đúng là ngày hôm nay đây đôi bạn trẻ của chúng ta đã cùng nhau khoác lên cho mình những bộ trang phục thật là đẹp nhất và thật là lộng lẫy nhất, và trong ngày vui trọng đại như ngày hôm nay thì cho phép ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời cùng nhau bước lên sân khấu, đó chính là gia đình anh chị Loan Phương, gia đình chị Nhung cũng như là gia đình anh chị Phong Hằng cũng có những món quà để gửi tặng cho cô dâu chú rể chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời những món quà ý nghĩa nhất sẽ gửi tặng cho đôi bạn trẻ chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Dạ vâng, và trong danh sách trao quà thì cho phép ban tổ chức xin được trân trọng kính mời, đó chính là gia đình anh chị Loan Phương, gia đình chị Nhung, gia đình anh chị Phong Hằng cũng như là gia đình ông bà Tiền Mạnh cũng sẽ có những món quà để gửi tặng cho đôi bạn trẻ chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Và một lần nữa xin được chân thành cảm ơn gia đình anh Minh, gia đình anh chị Loan Phương, gia đình chị Nhung, gia đình anh chị Phong Hằng, và cũng xin được trân trọng kính mời gia đình ông bà Tiền Mạnh ạ. Trân trọng kính mời gia đình ông bà Tiền Mạnh sẽ bước lên sân khấu để gửi tặng cho đôi bạn trẻ ta trong buổi trưa nay. Trân trọng kính mời. Chiêng của mẹ, chiếc phi đồng hạc sường, mưa nỉ lợn mua muôn khang đời phố mẹ để cục cụ suốt đời tách lại pa mẹ, phi đồng chủ phủ lại con đây. Rất là các bạn tổ chức gọi con trắng với tàng nà hở sòng phải cho dân. Cái nỉ cửa lại so mất tách lại pa mẹ phi đồng chủ phủ lại con thau mắt tụm mắt tôm tỏi cho dân dòng phải lật và mở. Mưa nỉ háo có lại vào lại phố sẵn đất phi đồng ấy. Sau đến mai pa mẹ phi đồng chủ phủ lại con thau ảo cản đằng vào sau 10 đằng cho dân cả bà mở. Háo một khẩu ảo lầu liều lầu cho nâng háo ảo cản gần ba cơn sân cầu. Háo bảy cặp bảy xe bảy châu mương ở đời phố mẹ cánh bà tay hơn mưa nỉ chứ lại báo phi đồng ơi. Mới đi với lại giang trao con này nữa, pinong rồi cơ chiêng co má cơ với lại giang trao con này nữa. Giờ kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và một món quà ý nghĩa nhất trong buổi trưa hôm nay xin được trân trọng kính mời, đó chính là bố mẹ của cô dâu Lường Xung cũng sẽ gửi tặng cho hai con của mình những ngày vui trọng đại, ngày hạnh phúc ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và thật đúng là đôi bạn trẻ của chúng ta có được những niềm vui, niềm hạnh phúc trọn vẹn như ngày hôm nay cũng chính là nhờ vào công ơn sinh thành dưỡng dục của những người làm cha làm mẹ, đúng không ạ? Và một lần nữa cho phép ban tổ chức xin được chân thành cảm ơn những tình cảm của gia đình anh Minh, gia đình anh chị Loan Phượng, gia đình chị Nhung, gia đình anh chị Phong Hằng gia đình ông bà, Tiên Mạnh cũng như là bố mẹ của cô dâu Lường Xung. Tôi có những món quà để gửi tặng cho đôi bạn trẻ ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời đôi bạn trẻ hạnh phúc nhất của chúng ta sẽ cùng nhau tiến về phía bàn tiệc rượu để cùng nhau rót tràn táp ly rượu. Trân trọng kính mời. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời chú rể Lò Mon và cô dâu Lường Xung. Xin mời hai em của chúng ta sẽ cùng nhau tay trong tay rót tràn táp ly rượu đi nào. Trân trọng kính mời. Xin mời hai em của chúng ta sẽ tay trong tay cùng nhau rót tràn táp ly rượu đi nào. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến và toàn thể quý vị, chúng ta đang cùng nhau chứng kiến những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đôi bạn trẻ ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Đôi bạn trẻ của chúng ta đang tay trong tay rót chén rượu hồng, dẫu cây dấu nhạt thì xin hai bạn đừng quên nhau, và trăm năm thì bạc đầu mái đầu, nhớ cầu y hợp tâm đầu hôm nay. Và em nếu em là một chén rượu đào, anh trông một nếm mà lòng đã say. Và em nếu em là một chén rượu cay, thì anh xin được nếm hết để anh say suốt đời. Rất là tuyệt vời, những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của chúng ta trong buổi trưa hôm nay. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau, hãy cùng nhau hướng ánh mắt của mình bước trên sân khấu tình yêu và chuẩn bị cho mình những chiếc điện thoại thật là đẹp nhất, thật là sắc nét nhất của mình để cùng nhau ghi lại những hình ảnh tuyệt đẹp nhất, những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đôi bạn trẻ Lò Mon và Lường Xung chúng ta trong buổi trưa hôm nay quý vị nha. Xin được trân trọng kính mời tiếp tục chai rượu sâm panh thứ hai đi nào. Và rót rượu sâm panh thứ hai, trân trọng kính mời hai em sẽ tiếp tục rót tràn táp ly rượu, cũng như là rót vào những chiếc ly mà ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn ở trên bàn để có những ly rượu hiếu rượu tình của mình dâng lên đấng sinh thành. Trân trọng kính mời. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời chú rể Lò Mon sẽ cầm cho mình hai ly rượu để cùng nhau kính mời rượu lên bố mẹ vợ của mình. Và cũng xin được trân trọng kính mời cô dâu Lường Xung cũng sẽ cầm cho mình hai ly rượu để kính mời rượu lên anh chị của mình. Trân trọng kính mời. Dạ vâng, xin mời hai em cũng sẽ cầm cho nhau mỗi người một ly rượu đi ạ. Xin mời đại gia đình của chúng ta sẽ cùng nhau chạm ly nhau đi nào. Hãy cùng nhau chạm ly nhau và hướng ly về phía bên dưới để cùng nhau mời rượu toàn thể quý vị quan khách quý chúng ta đi ạ. Phải kể xin đến nào phải chia sẻ cho phép tên lại và mẹ pin đồng chủ phủ lại con đâu ấy. Tên lại và mẹ pin đồng chủ phủ lại con mà để háo cờ cốt về bắc càn. Háo càn bắt tủ bắt tôm tại chỗ dân dòng phải cờ bà bá ứ. Cái này hạ bàn tủ trong khỏi. Còn lại so cả mới tên lại và mẹ pin đồng chủ phủ lại con đâu. Háo càn hình lẩu sơ chén pin đồng ấy. Hớt nhớt chén lẩu gần háo càn hô. Nâng song sam rô, song sam rô, song sam chúc mừng hạnh phúc chứ lại bảo pin đồng ấy. Xin mời toàn thể quý vị ạ. Xin mời toàn thể quý vị, cô chú anh chị, các bạn trẻ chúng ta đi nào. Toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng nhau nâng chén rượu của mình lên nào quý vị ơi. Hô thật to lên nhá. Các cầu thủ bóng đá của chúng ta phải hô thật to nhá. Xin mời toàn thể quý vị, những người bạn của chú rể Lò Mon, toàn thể quý vị chúng ta đã sẵn sàng chưa nào quý vị ơi. Hô thật to nha quý vị ơi. 1, 2, 3. 2, 3. Chúc mừng hạnh phúc ảo hành về đất đánh lại vào bên đầu chủ phủ lại cốt nữa. Xin mời tất cả quý vị, cô chú anh chị, các bạn trẻ Nam Thành đến tối chúng ta cùng nhau uống cạn chén rượu này để cùng chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ Lò Mon cũng như Lường Xung trong buổi trưa hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, và đến xin được chân thành cảm ơn toàn thể quý vị quan khách khách quý chúng ta rất là nhiều. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình. Chúng ta sẽ cùng nhau tranh thủ xuống từng bàn cơm từng rượu để cùng nhau mời cơm mời rượu toàn thể quý vị quan khách quý chúng ta trong buổi trưa hôm nay. Trân trọng kính mời.